Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Chín bệnh da liễu ở trẻ em có thể gây nguy hiểm cho bé. Sức khỏe làn da của trẻ em là một trong những ưu tiên chăm sóc sức khỏe hàng đầu của nhiều người mẹ. Việc nhận biết các bệnh da liễu ở trẻ em sẽ giúp bạn phòng ngừa cũng như điều trị hiệu quả cho từng chứng bệnh. Các bệnh ngoài da ở trẻ em thường xuất hiện vào những ngày thời tiết nóng ẩm hoặc giao mùa, do hệ thống miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện để chống lại những tác động của môi trường. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ các bệnh da liễu thường gặp ở trẻ em để kịp thời phòng ngừa và điều trị hiệu quả. Một, bệnh thủy đậu là bệnh da liễu ở trẻ em. Bệnh thủy đậu là một bệnh nhiễm trùng do virus Varicella zoster gây ra. Các triệu chứng phát ban, phồng rộp ngứa do bệnh có thể xuất hiện từ 10 đến 21 ngày sau khi tiếp xúc với virus và thường kéo dài khoảng 5 đến 10 ngày. Thủy đậu từng là một bệnh nhiễm trùng phổ biến ở trẻ nhỏ, tuy nhiên ngày nay bệnh lý này thường ít gặp hơn nhờ các chương trình tiêm chủng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC khuyến nghị mọi người nên được tiêm chủng thủy đậu định kỳ. 2. Bệnh chốc lở gây nhiễm trùng da phổ biến. Bệnh chốc lở là bệnh nhiễm trùng da phổ biến và dễ lây lan do các vi khuẩn như Staphylococcus aureus hoặc Streptococcus pyogenes lây nhiễm vào các lớp ngoài của da. Được gọi là lớp biểu bì, những bộ phận thường dễ bị ảnh hưởng nhất bao gồm mặt, cánh tay và chân. Vi khuẩn bệnh chốc lở phát triển mạnh trong điều kiện nóng ẩm và có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào. Nhưng thường ảnh hưởng chủ yếu đến trẻ em, đặc biệt là những trẻ từ độ tuổi 2 đến 5 tuổi. 3. Phát ban nhiệt. Bệnh da liễu thường gặp ở trẻ em. Phát ban nhiệt là bệnh da liễu ở trẻ em thường bùng phát trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Có thể xảy ra do tắc lỗ chân lông và mồ hôi không thể thoát ra. Nguyên nhân gây phát ban nhiệt thường là do ma sát trên bề mặt da. Trẻ em thường bị phát ban nhiệt ở cổ, nhưng cũng có thể phát triển ở các vùng nếp gấp da như nách, khuỷu tay và đùi. 4. Tay chân miệng, bệnh nhiễm trùng phổ biến. Bệnh tay, chân và miệng xuất hiện do virus Coxsackie gây ra. Đây là một bệnh nhiễm trùng ở trẻ nhỏ phổ biến. Đặc biệt là trong mùa hè và đầu mùa thu, tình trạng này thường bắt đầu bằng cơn sốt, sau đó phát triển thành phát ban không gây ngứa trên cơ thể. Bao gồm cả tay và chân, bệnh tay, chân, miệng là bệnh da liễu ở trẻ em có thể gây lở miệng, làm xuất hiện các vết loét đau đớn và ảnh hưởng đến khả năng ăn uống. Bệnh còn dễ lây lan thông qua tiếp xúc, thường là do ho và hắt hơi. Thông thường, bệnh tay, chân và miệng có thể tự khỏi trong vòng một tuần. 5. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Mụn cóc là một trong những bệnh da liễu ở trẻ em. Mụn cóc là loại bệnh da liễu thường gặp ở trẻ em do virus HPV, Human Papilloma Virus gây ra. Các mụn cóc xuất hiện khi loại virus này xâm nhập vào da qua những vết chảy xước bên ngoài, tạo thành những u nhỏ lành tính có bề mặt sần sùi. Chứng bệnh này thường xảy ra ở độ tuổi trẻ em và thanh thiếu niên do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, trẻ có thói quen đi lại bằng chân trần trên các bề mặt ẩm ướt như là phòng tắm, môi trường sống không sạch sẽ. Dùng chung dụng cụ cá nhân với người mắc bệnh, những thói quen này sẽ làm trẻ tăng nguy cơ bị mụn cóc. 6. Viêm da dị ứng khiến da bé phát ban đỏ. Viêm da dị ứng là bệnh da liễu ở trẻ em khiến cơ thể bé bị nổi mẩn đỏ và ngứa. Tình trạng này có xu hướng kéo dài, bùng phát định kỳ và có thể đi kèm với hen suyễn hoặc sốt. Hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị nào cho tình trạng viêm da dị ứng. Tuy nhiên, các biện pháp tự chăm sóc có thể làm giảm ngứa và ngăn chặn sự bùng phát các vấn đề viêm da dị ứng khác. Ví dụ như giữ ẩm cho làn da thường xuyên, bôi kem hoặc thuốc mỡ theo chỉ định. 7. Nổi mề đay do các chất kích ứng gây ra. Nổi mề đay là kết quả của tình trạng phản ứng dị ứng, xuất hiện dưới dạng những vết ngứa nhỏ hoặc đỏ, có thể gây đau đớn. Việc tiếp xúc với chất gây dị ứng, chẳng hạn như thực phẩm hoặc thuốc có thể gây ra tình trạng này. Mặc dù tình trạng nổi mề đay không nguy hiểm nhưng nếu trẻ kèm theo các vấn đề khó thở như ho và thở khò khè thì đây có thể là báo hiệu một phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Trong trường hợp này, bạn hãy đưa trẻ đi thăm khám bác sĩ để được tư vấn dùng thuốc chống dị ứng cho trẻ. 8. Phát ban nhiễm trùng hay bệnh thứ 5. Phát ban nhiễm trùng do virus Parvovirus B19 gây ra, đây là căn bệnh phổ biến ở trẻ em từ 5 đến 15 tuổi và thường tự khỏi mà không cần điều trị. Phát ban nhiễm trùng thường bắt đầu với các triệu chứng giống như cúm, đồng thời xuất hiện vết phát ban đỏ trên má rồi từ từ lan trên cơ thể. Các triệu chứng thường kéo dài 1 đến 3 tuần. 9. Viêm da tiếp xúc, bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ. Viêm da tiếp xúc là bệnh da liễu ở trẻ em gây ra triệu chứng phát ban đỏ, ngứa do tiếp xúc trực tiếp với chất hóa học hoặc phản ứng dị ứng. Tình trạng phát ban không lây nhiễm hoặc đe dọa tính mạng nhưng gây cảm giác khó chịu cho người bệnh. Các sản phẩm có thể gây viêm da tiếp xúc bao gồm xà phòng, mỹ phẩm, sản phẩm tẩy rửa, thực vật để điều trị viêm da tiếp xúc hiệu quả.
Bạn cần xác định nguyên nhân gây ra phản ứng. Nếu bạn có thể tránh các chất khiến bạn bị viêm da, triệu chứng thường sẽ biến mất sau 2 đến 4 tuần. Bạn có thể thử làm dịu làn da bằng các miếng gạc mát, kem chống ngứa. Những thông tin trên hy vọng có thể giúp bạn hiểu rõ vai trò quan trọng của việc vệ sinh sạch sẽ. Điều này không những giúp ngăn ngừa bệnh da liễu mà còn giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus trong mùa dịch bệnh COVID-19. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.